ngôn này, và trong đó thì nó cũng phát sinh một số cái vấn đề mà tôi nghĩ là tôi muốn trao đổi thêm để cho quý vị rộng đường dư luận. Thứ nhất á, là tôi cũng nhận được cái sự phản hồi từ các thầy á, là có rất là nhiều chức sắc tôn giáo phản đối, mà cái phản đối của họ nó rất là lạ lùng. Cái phản đối chung chung thì không đáng chú ý. Cái phản đối lạ lùng thứ nhất á, mà tôi thấy á, là họ là những người gắn bó với Việt Nam Cộng Hòa, tức là các chức sắc này họ gắn bó, thậm chí họ là những một trong những cái nhân vật á, là chủ chốt của cái phong trào là kêu gọi lập quỹ quyên tiền để cứu giúp cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Thì tôi không tiện nói ra, nhưng mà tôi nói gì thì quý vị cũng biết, là có thể hình dung được là cái đó là một trong những cái phong trào rất là lớn mà gây được sự chú ý của không chỉ ở ở trong nước mà còn ở hải ngoại nữa. Thì trong suốt nhiều năm như vậy thì họ gắn bó với những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, họ họ tổ chức những chương trình cứu trợ, rồi họ san sẻ những cái nỗi thiệt thòi đau đớn mà những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã bị tụi Việt Cộng nó đối xử một cách mà thô bạo. Rồi họ dĩ nhiên trong những cái hoạt động thì họ phải đem văn hóa Việt Nam Cộng Hòa để họ họ làm an ủi cái nỗi đau của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Chẳng hạn như họ dựng những cái tiết mục văn nghệ, rồi họ làm thơ, họ viết văn, vân vân. Tức là họ theo như những quan sát bình thường, như tôi là một trong những người dân, tôi quan sát là tôi thấy rõ ràng họ là những người Việt Nam Cộng Hòa, người dân Việt Nam Cộng Hòa. Thì chỉ có những công dân Việt Nam Cộng Hòa thì chúng ta mới làm những cái công việc gì nó rất là lớn lao và rất là nhân đạo, đúng không ạ? Thì như chị Nguyệt chứ anh Đạo là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, thì dĩ nhiên nghe những điều này chắc chắn các anh chị sẽ cảm thấy rất là nể trọng, rất là ngưỡng mộ. Tuy nhiên đùng một cái ngày hôm nay thì giải pháp Việt Nam Cộng Hòa, một trong những cái chìa khóa để Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện trở lại tại miền Nam Việt Nam, nơi mà họ đang làm những công việc nhân văn ấy suốt bao lâu, thì họ lại đứng ra họ chống đối, mà họ chống đối bằng những cái lý thuyết rất là tuyên giáo. Tôi xin lỗi là tôi phải dùng từ tuyên giáo, thì quý vị để vô ngoặc kép giùm tôi, chứ tôi không có ý chụp mũ hay là vu khống bất kỳ ai, bởi vì tôi là một ký giả được đào tạo bài bản ở trong nước, thành ra tôi hiểu từ tuyên giáo nó đào tạo những cái ngôn từ và những cái lý lẽ, những cái lập luận gì. Thì tôi chỉ cần nghe sơ những lập luận đó, tôi biết lập luận từ tuyên giáo đưa ra, thì tôi nói cho quý vị biết. Cái lập luận thứ nhất của họ là Việt Nam Cộng Hòa chết rồi. Cái này thì chắc quý vị nghe đầy hết rồi. Chắc chắn là bọn Việt Cộng nó phải tuyên bố là Việt Nam Cộng Hòa chết rồi, bởi vì nếu Việt Nam Cộng Hòa còn á, người ta biết Việt Nam Cộng Hòa còn á, thì tôi nói là quân xâm lược. Thì cái đó là quý vị nghe là quý vị hiểu ngay đó là tuyên giáo. Thì có người thì nói thẳng chết rồi, có người nói là Việt Nam Cộng Hòa đã qua lâu quá rồi, 40 mấy năm rồi không thể phục hồi được đâu, thì nó cũng có nghĩa là Việt Nam Cộng Hòa chết rồi. Đó là điểm thứ nhất. Thì bất cứ cái vị nào, cái chức sắc hay không chức sắc, mà người nào cũng vậy, quý vị chỉ cần nghe câu này quý vị biết nó là được đào tạo và được nói theo tuyên giáo. Cái điểm thứ hai họ nói rằng là quốc tế bây giờ họ không có ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa đâu, bởi vì quốc tế Mỹ và Liên Hợp Quốc bây giờ đã công nhận Việt Nam Cộng sản, tức là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rồi. Thì đây cũng là một luận điệu của tuyên giáo, tại vì trong trường báo chí nào người ta cũng dạy điều này hết. Các anh chị tôi học tôi biết là tại sao nó phải dạy như vậy, là các anh chị nhìn thấy cái điều đầu tiên mà tôi lưu ý quý anh chị hồi nãy, là trên mặt trận ngoại giao các anh chị sẽ nhìn thấy rằng là Việt Cộng và Tàu Cộng là bị thất thế, bởi vì họ không có cái tính chánh danh, bởi họ họ đi xâm lược để lập quốc. Thành ra họ phải đẩy mạnh về cái chuyện là họ đánh bóng cái sự chánh danh giả hiệu của họ, mà tôi gọi đó là một cái bộ mặt ngụy quyền. Cộng sản và Việt Cộng và Tàu Cộng chính là ngụy quyền, Trung Hoa Dân Quốc tức là Đài Loan á, và Việt Nam Cộng Hòa chúng ta mới là chánh quyền, còn tụi nó là ngụy quyền. Thành ra nó phải khoác cái tấm áo chánh quyền giả hiệu lên để nó đánh bóng bằng cách trên trường quốc tế, nó cố gắng nó xúc tiến ngoại giao, nó xin được vào Liên Hiệp Quốc. Tôi phải nói từ xin ngay quý vị, không tin thì quý vị coi cái quá trình mà đàm phán để gia nhập Liên Hiệp Quốc là tụi nó xin, rồi nó xin gia nhập vào các tổ chức quốc tế khác, nó hoàn toàn là xin thôi. Để làm chi? Để cho người ta càng công nhận nó nhiều thì nó quay về nó nói với người dân Việt Nam Cộng Hòa rằng đó, tụi tao được quốc tế công nhận, tụi tao được quốc tế cho vô chơi chung, có nghĩa là tụi tao là chánh quyền, còn Việt Nam Cộng Hòa của tụi bay là ngụy quyền, Việt Nam Cộng Hòa tụi bay đã chết rồi. Tức là nó dùng một cái cách gọi là đánh lận con đen, tráo trở, đánh tráo bản chất, đánh tráo khái niệm. Thì quý vị thấy cho dù cả thế giới này đều công nhận chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì các anh chị là công dân Việt Nam Cộng Hòa, các anh chị có một quyền thiêng liêng mà không ai được quyền bác bỏ, đó là không công nhận chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bởi vì chế độ đó đi xâm lược nước của tôi. Các anh chị hiểu vấn đề chỗ này không? Chế độ đó xâm lược nước của tôi thì cho dù chế độ đó có ban giao với cả thế giới này, tôi vẫn không công nhận chế độ đó. Chừng nào anh rút hết khỏi đất nước của tôi đi, tụi tôi có tổng tuyển cử, có một cái chính quyền riêng của tụi tôi, mà anh giỏi á, anh đàm phán với chính quyền đó để chính quyền đó với chính quyền anh thống nhất, đàm phán hòa bình để thống nhất nha, giống như Đông Đức và Tây Đức họ làm á, thì tôi sẽ công nhận cái chính quyền mới đó là cái chính quyền, và tôi không nói mấy anh xâm lược nữa, bởi vì các anh không cần dùng súng mà các anh vẫn sáp nhập hai miền lại với nhau. Còn này các anh dùng súng, dùng xe tăng giống như anh Đạo nói, xe tăng T-54 của thằng Tàu, và dùng súng của thằng Nga, các anh đánh miền Nam, các anh xâm lược miền Nam, mà các anh hô cái chánh quyền là tôi là công dân Việt Nam Cộng Hòa, tôi phủ nhận điều đó, anh phải là chánh quyền. Anh chị có hiểu điều đó không? Tức là cái luận điệu của tiên giáo nó nói rằng càng ban giao với quốc tế càng nhiều thì là chánh quyền, thì đó là cái luận điệu tráo trở, đánh tráo khái niệm. Và sẵn nói thêm một điều á,
là vì sao cái tuyên ngôn hòa bình của các vị chức sắc mà tôi còn là một trong ba vị nhân sĩ đầu tiên một ký ủng hộ, là trong đó cái tuyên ngôn đó họ nói rất là rõ đây là quốc tế đã ký cam kết tôn trọng quyền dân tộc tự quyết của dân miền Nam Việt Nam. Anh chị nên nhớ cho rõ nha, mà cái tôn trọng đó nó thực thi bởi một cuộc tổng tuyển cử để quyết định cái mô hình chính trị nó sẽ áp đặt tại miền Nam Việt Nam theo cuộc tổng tuyển cử đó. Nhưng mà cho tới thời điểm này thì quốc tế vẫn chưa tổ chức một cuộc tổng tuyển cử cho miền Nam Việt Nam chúng tôi. Dĩ nhiên có lý do là bởi vì là chưa kịp tổ chức thì tụi Việt Cộng nó đã xâm lược rồi, và các anh chị biết không ai ăn ở không mà đi làm cái chuyện nhà người khác, giống như anh Đạo đã từng nói đó, là người ta phải kêu thì mình mới giúp, chứ người ta không kêu, người ta nhìn vô người ta nói ở dân Việt Nam Cộng Hòa bây giờ khoái Việt Nam Cộng sản rồi, bây giờ tôi thấy mấy thằng Việt Nam Cộng Hòa nó cũng giống hệt Cộng sản rồi, mà nó có kêu cứu gì đâu, nó có yêu cầu gì đâu. Thành ra dù hồi xưa tôi có hứa giúp nó đó, nhưng mà tôi không thấy nó yêu cầu gì hết, thì tao tôi không giúp. Quốc tế nói như vậy đó, mà thật ra con người là như vậy mà. Giống như hàng xóm các anh chị nó nghèo nó khổ gì đó, nhưng mà nó không có xách cái lon qua nó mượn gạo, các anh chị có tự nhiên đem gạo qua cho nó không? Tôi đem gạo qua, anh gạo này ăn đi không? Có khi đem qua nó chửi vô mặt nó, không, tao khoái nghèo đói là tao không khoái ăn gạo của mày, chắc nhục. Thành ra là cái chuyện quốc tế mà nó không can thiệp là bởi vì chúng ta không vận động. Thành ra trong cái tuyên ngôn hòa bình của các vị chức sắc đó, họ nói rất là rõ, tức là quốc tế đã thọc cái viết ký rồi, kể cả Tạo Cộng cũng thọc viết ký vô đó rồi. Thành ra ở trên trường quốc tế nó hoàn toàn khác với ở chỗ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc đó là một định chế quốc tế, nhưng ở trên trường ngoại giao quốc tế nó không phải là Liên Hiệp Quốc. Hai cái này nó không phải là một tập hợp, nó chỉ chồng lên nhau chứ nó không có đồng nhất với nhau. À, các anh chị, thành ra là trên trường quốc tế các quốc gia đã ký kết những cái thỏa hiệp và những cái hiệp ước quốc tế thì họ có trách nhiệm tuân thủ, bởi vì đó là thể diện quốc gia. Các anh chị đọc tuyên cáo hòa bình các anh chị thấy họ nêu rất là rõ, thể diện quốc gia là điều mà các nước họ luôn muốn giữ, đặc biệt là các nước không có tính chánh danh, đặc biệt là các nước không có tính chánh danh, các nước đi xâm lược mà có thì nó muốn giữ thể diện lắm, bởi vì nếu mà lột cái thể diện nó xuống thì tụi nó lòi bản chất là những cái quân xâm lược, quân thổ phỉ, quân cướp chánh quyền. Các anh chị thấy nó phải càng dữ hơn những cái nước bình thường nữa. Thành ra chúng ta đánh địch phải đánh vào cái điểm yếu nhất của địch, là chúng ta lột cái mặt nạ của nó xuống để cho người ta thấy tính chánh danh, là bắt tụi nó mày đã thọc nhất ký thì mày phải thực thi, nếu mày không thực thi thì cả thế giới người ta nhìn vô à, thằng Tạo Cộng như thằng Việt Cộng chẳng qua là hai cái thằng thổ phỉ, nó không phải là một bộ máy chánh quyền, nó không có tính chánh danh, nó ký những cái hiệp ước quốc tế mà không có tuân thủ. Trong khi cái hiệp ước quốc tế này, cái hội nghị 12 thành phần hồi nãy Đạo đã nhắc á, là nó chỉ cần 6 thành phần ngồi lại là được chứ không cần 12, thì cái thằng Việt Cộng và thằng Tàu Cộng á, nó từ chối tham gia thì người ta vẫn thực thi được. Mà các anh chị biết á, cái việc mà chỉ cần các quốc gia cường quốc mà nó ngồi lại với nhau, ở trong đó tôi để tên để cho các anh chị nhớ à, Gia Na Đại là cái nước mà đang đang trình dự luật để triệu tập hội nghị này. Mà Gia Na Đại nó là trưởng tiểu bang giám sát đình chiến và trưởng tiểu bang giám sát tổng tuyển cử ở miền Nam Việt Nam. Tôi nhắc để các anh chị nhớ nha, nó không phải là một nước bình thường như tất cả các nước khác đâu, mà nó là trưởng tiểu bang giám sát đình chiến và trưởng tiểu bang giám sát tổng tuyển cử tại miền Nam Việt Nam. Nhưng mà cuộc đình chiến thất bại và tổng tuyển cử chưa xảy ra, thành ra Gia Na Đại nó thiếu nợ lịch sử miền Nam Việt Nam chúng ta. Các anh chị hiểu điều đó ha. Thành ra sẵn tôi nói thêm là các thượng nghị sĩ của Gia Na Đại khi mà họ đọc cái dự luật của ông thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải là người Gia Na Đại gốc Việt về cái việc mà triệu tập hội nghị quốc tế để bảo trợ cho miền Nam Việt Nam có tổng tuyển cử, thì họ đọc ở trong đó có những người thượng nghị sĩ là họ đứng lên họ ủng hộ công khai, họ tuyên bố và họ tuyên dương ông Ngô Thanh Hải đây là một hành động can đảm bảo vệ công lý. Các anh chị nhớ là bảo vệ công lý, mà bọn phương Tây nó rất là quan trọng công lý, cái nơi nào mà không có công lý thực thi là nơi đó không thể, con người không thể sống được. Thành ra là nó tuyên dương điều đó là tại vì trong thâm tâm và trong lương tri của tụi Gia Na Đại nó hiểu rằng đó là một cái ràng buộc về mặt lịch sử giữa hai quốc gia chúng ta với nhau, và đó là một cái mối nợ lịch sử mà ít nhiều Gia Na Đại và nước Anh nó thiếu nợ chúng ta. Gia Na Đại với Anh là một, các anh chị, thì Gia Na Đại nè, nước Anh, Mỹ, ba thằng này các anh chị nói gì thì nói, chứ thật ra nếu các anh chị nhìn kỹ thì tụi nó là một thôi. Gia Na Đại với Anh là một là đúng rồi, tại vì đây là một một nước trong khối Liên Hiệp Anh. Còn Mỹ, Mỹ nó như thế nào Gia Na Đại như thế ấy, Gia Na Đại như thế nào thì Mỹ như thế ấy, hay nó là anh em với nhau sinh đôi à, gọi là láng giềng tốt đấy, mà đó mới là láng giềng tốt thật nha. Còn cái bọn mà láng giềng tốt mà hô vẩu kia là nó nói dốc thôi, chứ cái bọn đó là cái bọn xâm lược, không có láng giềng tốt vậy đó. Gia Na Đại không bao giờ xâm lược và đồng hóa Mỹ, không bao giờ có chuyện đó nha. Rồi còn một một nước nữa à, Ba Lan. Ba Lan ngày xưa là nước cộng sản, thành ra được lo Liên Xô nó lôi vô bàn đàm phán, nhưng bây giờ xui cho tụi Liên Xô với cộng sản Ba Lan nó trở quẻ, nó đổi qua thành nước tư bản, mà không chỉ là tư bản đâu, mà nó là nước tư bản chống cộng sản nhất châu Âu. Thì các anh chị hiểu cái câu chuyện xảy ra nếu mà Ba Lan được hiểu à, cái cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta tại Ba Lan mà tự nhiên hiểu cái tuyên ngôn hòa bình này, hiểu cái lời hiệu triệu của các vị chức sắc và người dân trong nước, hiểu cái tình huống này, họ ngồi lại với nhau không cần nhiều đâu, chỉ cần ba vị năm vị ngồi lại với nhau thôi, chúng ta sẽ tham gia công cuộc này, chúng ta vận động Ba Lan để ngồi quay trở lại bàn đàm phán, làm y như Gia Na Đại làm vậy đó. Thì các anh chị hiểu là Ba Lan họ cũng có mối liên hệ lịch sử, họ cũng có món nợ lịch sử, họ cũng có người chết tại chiến trường miền Nam Việt Nam cũng giống như Gia Na Đại thôi, thì họ hiểu cái mối quan hệ này, họ hiểu là chúng ta phải chống cộng sản, tới bây giờ họ vẫn chống mà, thì họ sẽ giúp chúng ta tiếp tục chống cộng sản, đặc biệt là chống Trung Cộng xâm lược Biển Đông nữa. Thì khi đó chúng ta có thêm Ba Lan, mà tôi tin rất tin tưởng Ba Lan. Rồi có Hung Gia Lợi tức là Hungary đó,
Phun Gia Lựa hiện giờ cũng là một một chính phủ hết sức là chống lại xã hội chủ nghĩa, hết sức là chống cộng sản và xã hội chủ nghĩa. Đó là một một cái tín hiệu cũng khá là vui. Nhưng mà Phun Gia Lợi á, thì cái cộng đồng người Việt quốc gia đó thì lại không không được hùng mạnh. Thành ra đó là cũng là một cái câu hỏi, một đánh đố cho những người Việt đang sống tại đó. Thì các anh chị gõ tay vô ngực, tôi kêu gõ tay vô ngực, các anh chị phải là công dân Việt Nam Cộng hòa, không phải thì nhận trách nhiệm chứ không có chọi ai á. Rồi còn một nước nữa là Nam Dương Indonesia, thì các anh chị thấy Indo chống cộng sản như thế nào, các anh chị hiểu rồi. Thì chúng ta chỉ cần vận động ở đó một nhóm nữa, thì điều này cho thấy là chúng ta có hơn 6 nước nếu họ đồng thuận với nhau. Thì cái tuyên ngôn hòa bình này nó mở ra cho chúng ta một cái cơ hội để cho các nước đó ngồi lại với nhau để tổng tuyển cử xảy ra tại miền Nam Việt Nam, tức là Việt Nam Cộng hòa quay trở lại, đúng không ạ? Tức Việt Nam Cộng hòa quay trở lại. Thì nói tất cả những điều đó để cho quý vị thấy rằng nếu như các vị chức sắc tôn giáo mà còn nghi ngờ, còn đặt những câu hỏi theo giọng điệu của tiên giáo để nói rằng là quốc tế là không ủng hộ Việt Nam Cộng hòa đâu, thì đó là ý kiến cá nhân của các anh chị, và đó là ý kiến cá nhân trùng hợp với ý kiến của bọn tiên giáo Việt Cộng và bọn Hoa Nam Cục. Thì tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến đó của các anh chị, và tôi biết các anh chị là được. Nhưng mà tôi khẳng định luôn, nếu như các anh chị nghe hết tất cả những điều mà tôi vừa nói mà các anh chị vẫn tiếp tục giữ cái ý kiến cá nhân đó, tôi vẫn tiếp tục tôn trọng quý vị, nhưng tôi xin phép được liệt quý vị vào cái hàng không phải là công dân Việt Nam Cộng hòa. Quý vị không phải là người của Việt Nam Cộng hòa. Thì nếu đã không phải là người Việt Nam Cộng hòa thì làm ơn tránh xa những thứ bên Việt Nam Cộng hòa ra, làm ơn tránh những từ Việt Nam Cộng hòa, tránh văn hóa Việt Nam Cộng hòa, tránh bất cứ thứ gì liên quan tới quốc gia của tụi tôi ra. Đừng có dây vào quốc gia của tụi tôi. Quý vị là công dân của nước lạ, đừng có nên dây vào Việt Nam Cộng hòa, đừng có nên bú mớm Việt Nam Cộng hòa, đừng có nên bú mớm cờ vàng, đừng có nên nhân danh cờ vàng và Việt Nam Cộng hòa để kiếm tiền kiếm chác. Điều đó là không hay, không tốt. Và tôi là một công dân Việt Nam Cộng hòa, tôi phản đối, cực lực phản đối. Và nếu đừng để tôi có điều kiện tôi sẽ giật mặt tất cả quý vị. Tôi nói thẳng một câu cho quý vị hiểu, nó tắt một lời. Còn những cái hội đoàn đảng phái ở bên ngoài thì tôi không có cái quyền hay là cái chức năng ở trong cái câu chuyện này, mà đó là các chức sắc. Tôi chỉ là một phụ tá không chính thức online trời của quý thầy, thì tôi không thể nói tay quý thầy được. Nhưng mà tôi muốn tâm tình với quý vị một lời rằng quý vị lâu nay kêu gọi người dân trong nước phải đứng lên đi, phải thức tỉnh, phải đấu tranh đi. Thì ngày hôm nay người dân trong nước người ta đứng lên rồi, người ta thức tỉnh rồi, người ta đấu tranh rồi. Người dân trong nước là gì? Dân trong nước của chúng ta là gì? Dân trong nước chúng ta không phải là những cái tôn giáo lớn nhất của Việt Nam hay sao? Các anh chị thấy Phật giáo nói chung, tức là cả Phật giáo Việt Nam thống nhất, rồi là Cao Đài, rồi Hòa Hảo, ba cái nhóm này các anh chị trừ quốc danh, các anh chị nhập lại thử coi có phải là chiếm cỡ hơn 50% dân số không? Việt Nam chúng ta theo theo ba tôn giáo đó lớn nhất mà, có phải không? Vậy thì bây giờ ba tôn giáo, người ta không phải ba nữa, bây giờ nhiều lắm chứ không phải ba nữa, người ta đã đứng lên rồi, mà đại diện là hai vị chức sắc này, người ta đứng lên rồi, thì tại sao quý vị lại không ủng hộ người ta? Quý vị kêu gọi người ta đứng lên chi? Người ta đã đứng lên, người ta chọn giải pháp tuyên ngôn hòa bình này để có tổng tuyển cử cho miền Nam Việt Nam, để chống giặc Tàu Cộng, để đuổi giặc Việt Cộng. Tại sao quý vị lại không ủng hộ người ta? Hay quý vị muốn người ta đứng lên bằng cách là phải bị đập đầu, phải bị cắt cổ, phải bị bỏ tù, rồi á, để cho quý vị lấy tên tuổi và công trạng đó của người ta, quý vị lập quỹ, quý vị quyên tiền, quý vị hô hào, quý vị quơ cờ, rồi quý vị chia cho người ta một mớ, một ít, một chút, rồi xong lại kêu gọi người ta đứng lên, lại tiếp tục cái vòng đó lặp đi lặp lại. Có phải như vậy hay không? Hay là quý vị sợ rằng Việt Nam Cộng hòa quay trở lại, quý vị không có việc gì để làm? Không, cái nghề nó gắn liền với quý vị bốn mấy năm rồi. Bây giờ nếu mà Việt Nam Cộng hòa trở lại, tự nhiên đất nước có Việt Nam Cộng hòa rồi, thì người dân người ta không có nhu cầu, người ta phải hướng về các hội đoàn đảng phái chống cộng nữa, thì quý vị phải làm công việc gì? Quý vị có công việc gì? Hay là có phải như vậy hay không? Thì tất cả quý vị phải xem xét và đặt tay vào tim của mình, hỏi mình có phải là con dân Việt Nam Cộng hòa hay không, mình có phải là con của quốc gia Việt Nam Cộng hòa nữa hay không, và chúng ta làm việc để phục vụ lợi ích gì. Thì quý vị chỉ cần trả lời những câu hỏi đó, một cái chuyện nhỏ, rất nhỏ nhưng mà tốt cho quốc gia thì quý vị nên làm, một cái chuyện dù rất nhỏ mà lại hại cho quốc gia thì tuyệt đối nên tránh. Thì tôi chỉ có một lời muốn tâm tình với quý vị, tại vì quý vị đi trước tôi, quý vị hiểu mọi thứ hơn tôi, quý vị có tầm nhìn, có chiến lược, có đảng phái, có lực lượng vân vân, mà tôi chùi lủi tôi chỉ có cái kinh tế mới của tôi thôi. Thành kinh tế mới nghèo lắm, tôi đâu có gì nữa đâu, thì tôi không dám nói nhiều, tôi chỉ nói đơn giản vậy. Thì mong quý vị hiểu Việt Nam Cộng hòa chúng ta sẽ trở lại, quý vị có muốn cản cũng không được đâu. Thì hãy đứng vào hàng ngũ của các chức sắc, hàng ngũ của các nhân sĩ, và chúng ta là con dân của Việt Nam Cộng hòa, chúng ta sẽ phải làm cái việc này để cho quốc gia chúng ta sống lại. Thì đó là những lời tôi muốn trao đổi với các anh chị. Thì không biết hai vị diễn giả ở đây có bất cứ câu hỏi nào nữa hay không, thì chúng ta sẽ dành thời gian.